Ngôn ngữ tiếng Việt vô cùng phong phú, người Việt sử dụng nhiều phương ngữ khác nhau, phát âm khác nhau nhưng đều hiểu chung khi đọc một chữ Việt. Nếu dựa vào một phương ngữ cụ thể nào đó mà không coi các phương ngữ khác là di sản tiếng nói chung của dân tộc, thì người ta có thể đặt vấn đề loại bỏ một số lớn âm tiết khi bỏ những chữ âm tương ứng. Những đề xuất của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền về cải cách chữ tiếng Việt đang tạo ra nhiều tranh luận trên các diễn đàn, đa số phản ứng gay gắt phải chăng cái gì nhiều thì không quý, nên ông ấy có ý định cải chữ Việt trong đó có việc bỏ đi một lượng lớn âm tiết. Cái việc thay ký tự này bằng ký tự khác để chú âm kiểu như thở thay bằng với kép, ngờ thay bằng của thì chỉ là thứ cải tầm thường, chẳng cần phải đến mấy mươi năm nghiên cứu, chỉ cần coi như một trò chơi thì sẽ có ngay vô vàn kiểu viết. Ví dụ, viết ra đều hiểu là da thịt, chứ không phải ra trong gia đình. Viết trà thì hiểu ngay là trà để uống chứ không lẫn với trà trong ái trà. Đọc và nói giống nhau không có nghĩa là cứ phải bỏ đi không viết ra và trà. Cải mà làm xấu đi thì không là thiện, không phải tiến. Không có từ chính thống để mô tả việc này, nhưng vẫn có cách nói dân gian là cải lùi. Nó làm nghèo ngôn ngữ tiếng Việt.